Chào mừng quý vị khán giả đang quay trở lại với vòng 2 của chương trình Giác quan thứ 6. Vòng 2 có tên gọi là phán đoán tài tình. Chúng ta sẽ lần lượt gặp từng chàng trai và họ sẽ ra đây biểu diễn tiết mục gợi ý nghề nghiệp. Trong tiết mục này, hai vị khách mời nên chú ý vào những cái thông tin họ mang đến. Ví dụ như là âm nhạc, lời bài hát, đạo cụ hay bất kỳ một cái hành động nhỏ nào của chàng trai đó. Và sau khi xem cái phần trình diễn thì chúng ta sẽ có được 3 từ khóa sẽ hiện trên màn hình LED. Và 3 từ khóa đó là do chính bạn trai đã chọn. Nếu như mà khách mời nào đưa ra đáp án đúng về nghề nghiệp của bạn thì sẽ đem về cho mình 5 điểm. Và nếu sai thì sẽ chịu hình phạt của chương trình. Và bây giờ chàng trai đầu tiên có biệt danh là Jun, xin mời. Tỉ mỉ ha. Tại thời gian hơi ít nên là cũng không được chỉnh chu lắm á. Cái này là Jun hack. Jun hack. Em thích cái từ hack là tại vì hack là động từ làm một điều gì đó không bình thường. Bạn thích làm một chuyện không bình thường. Rồi, em thích khác người. Thích khác người. Đây là một cái thông tin cực kỳ quan trọng. Cái cá tính của bạn này là cái việc của bạn sẽ rất là hiếm người làm. Mà bạn Jun có thể giới thiệu tên thật của mình cho tất cả mọi người ở đây biết. Tên thật của em là Hoàng Trung ạ. Em nghĩ là hơi khó khăn để đoán được nghề nghiệp của bạn với cái phần trình diễn này ha. Mình hãy đến ngay với từ khóa đầu tiên nha. Xin mời từ khóa. Cái nghề gì mà nó chi tiết? Có khi nào ảnh là một người điêu khắc không ta? Cũng có thể. Nghệ nhân điêu khắc hả? Nghệ nhân điêu khắc là phải biết vẽ và phải rất là chi tiết. Không, nhưng có lẽ là với tuổi của Jun và cái nhịp của nghề nghiệp hiện tại đối với các bạn ở tuổi cỡ như Jun thì có lẽ là sẽ không chọn công việc điêu khắc. Cũng có thể là một kỹ sư đồ họa. Họa sĩ thì chắc không phải, mặc dù là Jun vẽ rất là đẹp. Em vẫn không hiểu ý nghĩa của bức tranh này là gì. Bạn có thể giải thích chút xíu không? Em chỉ thấy là nếu mà mình vẽ một bông cúc bình thường thì nó là bình thường thôi. Em thích một chút phá cách như vậy ạ. Khó quá. Khó thì mình coi luôn cái từ khóa tiếp theo của nó có gợi ý gì không nữa ha hay chị ha. Thêm một từ khóa nữa đi. Dạ em nghĩ là tại vậy. Cái từ chi tiết này nó chung chung quá. Dạ. Xin mời từ khóa tiếp theo. Lại là một từ khóa nó chung chung nữa. Nhưng mà cái độc đáo này thấy không? Như mình nói nó chỉ nằm trong những cái nghề như là có thể là điêu khắc, một nghệ nhân. Nghề nghiệp đòi hỏi sự chi tiết và có tính độc đáo. Một người mà thiết kế những cái buổi tiệc cưới chẳng hạn. Dạ. Sẽ làm đúng với cái mong muốn của khách hàng. Nhưng mà vẫn có cái sự phá cách của anh ta.
Cho nên là những cái buổi tiệc nó sẽ rất là nhiều điểm nhấn. Mình vẫn còn một từ khóa. Xin mời từ khóa cuối cùng. Wow, kỷ niệm. Tại sao bạn lại chọn cho mình từ khóa kỷ niệm? Mỗi người đều sẽ muốn lưu giữ cho mình những kỷ niệm, dù là vui hay là buồn. Và em sẽ giúp mọi người lưu giữ những kỷ niệm đó theo cách của riêng mình. Có vẻ như cũng có liên quan tới cái điều mà hồi nãy chị có nói. Em có thể liệt kê ra một vài đối tượng khách hàng của em được không? Đối tượng của em bao gồm những người làm văn phòng, giới trẻ, nghệ sĩ. Có con nít không? Dạ không. Em nghĩ bạn này là nhiếp ảnh gia. Còn Ốc Thanh Vân, chị có cảm giác em là một người thiết kế và cung cấp ý tưởng độc đáo thiết cho những buổi tiệc. Thiết kế tiệc hết. Chị Kali đã chốt cái đáp án là nhiếp ảnh gia, còn chị Ốc là thiết kế các buổi tiệc. Kết quả sẽ có sau 3 tiếng đếm của anh Trương Thế Vinh. Mời anh Trương Thế Vinh. 3. Như mình nói, nó chỉ nằm trong những cái nghề như là điêu khắc, họa sĩ, một nghệ nhân. Em nghĩ bạn này là nhiếp ảnh gia. 2. Chị có cảm giác em là một người thiết kế và cung cấp ý tưởng độc đáo cho những buổi tiệc. 1. Sai hết rồi chị ơi. Cái khó vừa rồi cũng đồng nghĩa với việc là hai chị đã sai rồi. Nếu như bây giờ tự nhiên Ốc có một cái kỷ niệm nó rất đáng nhớ, Ốc sẽ làm gì để lưu giữ nó lại? Ốc thường hay lưu bằng những hình ảnh, những đoạn clip, hoặc là viết lại vào trong cuốn sổ tay của mình. Còn Kali? Tôi đã nhận ra được bạn ấy là nghề gì rồi. Nghề gì? Một người thợ xăm. Đúng rồi ạ. Hèn chi không có xăm cho con nít. Thật sự là tự nhiên không nghĩ tới. Chứ đúng là chị cũng có lưu giữ rất nhiều những kỷ niệm, những ngày tháng quan trọng, tên của các con, những cột mốc về thời gian, điều mà mình luôn cầu nguyện bằng những hình xăm. Câu này đúng lý là chị Ốc phải trả lời đúng. Tại vì Kali là từ trước đến giờ là chưa có một cái xăm nào trên người hết. Sau chương trình này em phải đi xăm. Em sẽ không lấy tiền chị. Dễ thương. Em làm nghề này lâu chưa? Em làm nghề này được 4 năm rồi ạ. Em xuất phát là xăm luôn hay là em từ bên mỹ thuật bước qua? Em học 7 năm đại học ở Nga là em học ngành ngôn ngữ và tâm lý ạ. Ngôn ngữ và tâm lý, anh đang nghĩ gì em trai? Anh đang nghĩ là làm sao mà em học ngôn ngữ tâm lý mà em chuyển qua làm xăm hình được. Nó là một cái câu nói rất là hợp lý. Em chuyển qua có khó khăn không? Thực ra thì từ nhỏ em luôn thích vẽ. Và sau lúc học đại học ở Nga thì em thấy cái nghề xăm bên đó rất là phát triển. Và em tò mò em muốn học. Tốt nghiệp về Việt Nam 2016 thì em đã có 2 năm xăm hình ở Nga. Và lúc về Việt Nam thì em quyết định chuyển qua làm nghề xăm hình luôn. Mà bạn có xăm chân mày, xăm môi rồi luôn không? Tôi thì tôi thích ví dụ đó hơn xăm hình. Xăm chân mày mà có chữ xăm không? À dạ không anh ơi. Cảm ơn bạn rất nhiều. Vậy thì chúng ta sẽ gặp lại nhau ở vòng 3 nhé. Cảm ơn em rất nhiều. Ôi tiếc quá. Tiếp theo sau đây là phần trình diễn gợi ý nghề nghiệp của bạn trai có biệt danh là Johnny. Xin mời. Quan trọng vẫn là cái thần thái, quan trọng vẫn là cái thần thái. Ai khen chê cứ mặc kệ, mình cứ ngầu có gì phải ngần ngại. Vì mình đẹp chỗ nào tự mình biết, mình xấu chỗ nào cũng mình biết. Cái gì của mình tự mình quyết định. Quan trọng là, quan trọng vẫn là thần thái, quan trọng khi là con gái. Bao giờ yêu thì luôn đúng, sẽ chẳng bao giờ thấy sai. Quan trọng vẫn là thần thái, khi mình yêu là con trai. Dẫu người ta gọi mình ai, sẽ chẳng bao giờ thấy sai. Tốt thân là mình biết thần thái nằm đâu, tốt thân là mình biết thần thái nằm sâu. Tốt nhân là mình biết thần thái nằm sâu, biết thần thái nằm đâu, biết thần thái như nào. Bạn có thể giới thiệu tên của mình cho mọi người biết. Dạ xin chào chị Dạ và anh Vinh và chào hai khách mời. Dạ em tên là Trần Hữu Phát, nickname của em là Sony, quê của em ở Kiên Giang và công việc hiện tại của em thì chắc là bí mật đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Bạn này ra thì người ta sẽ nghĩ chắc bạn này là ca sĩ. Đúng rồi, phong cách đồ, rất quần là áo, phong cách rất là... Nhưng mà đâu có dễ dàng như vậy được. Bạn này có thể sẽ là một stylist
Nếu mà bạn là một người mà hay làm định hướng hình ảnh cho các nghệ sĩ thì chắc là chị Ốc với chị Ly sẽ có cơ hội gặp em nhiều rồi, nên chắc không phải công việc này đâu Ly. Điều gì khiến bạn thốt ra đây là một stylist? Tại vì em thấy phong cách của bạn rất là đẹp và rất là cá tính, rất là ấn tượng, rất là chất. Mình nghĩ thôi, nhưng mà mình chưa chốt nha. Gợi ý ha. Ừ, gợi ý đi. Dạ. Xin mời gợi ý đầu tiên. Sáng tạo. Sáng tạo thường đi chung với những cái gì đó thiết kế đúng không? Đó, thiết kế. DJ cũng sáng tạo. Hay là bạn là chủ một cái tiệm bán trang sức nhỉ? Thấy bạn dư giả về phụ kiện quá. Dây rồi nhẫn rồi vòng rồi bông tai rồi nhiều. Thôi mình gợi ý tiếp theo đi. Dạ. Xin mời gợi ý tiếp theo. Tự do. Người làm việc tự do. Đòi và sáng tạo. Sáng tạo. Nếu mà nói những cái nghề mà mình đoán thì nó quá dễ đúng không? Nếu dạ. mà đúng như vậy thì nó quá dễ. Tụi em phải nghĩ sao nữa? Ai mượn gì trời. Chương trình này đôi khi rất là gần, cũng có lúc thì nó cũng xa. Thôi thêm từ khóa nó năn nỉ luôn á. Thêm rồi. Từ khóa nó thôi đi. Mình thêm dạ. đi. Xin mời từ khóa cuối cùng. Ây da. Cái gì cần định hướng nè? Âm nhạc cần định hướng. Gu thời trang cũng cần định hướng. Gu thời trang. Một là thiết kế thời trang, hai là đi nhà tạo mẫu tóc. Mình sẽ chọn một thôi. Mời Kelly chọn trước. Rồi, em sẽ chốt. Bạn ấy là một nhà thiết kế thời trang. Nhà thiết kế thời trang. Chị Ốc, chị chốt đi chị. Bạn làm công việc tư vấn định hướng làm đẹp. Tư vấn và định hướng làm đẹp. Để khẳng định điều chúng ta vừa nói, chúng ta hãy vào vị trí. Xịt chắc luôn. Xịt chắc luôn Ly à. Ba. Bạn làm công việc tư vấn định hướng làm đẹp. Thấy bạn dư giả về phụ kiện quá. Dây rồi nhẫn rồi vòng rồi bông tai rồi nhiều. Hai. Một là thiết kế thời trang, hai là đi nhà tạo mẫu tóc. Em sẽ chốt. Bạn ấy là một nhà thiết kế thời trang. Một. Tin được không? Bây giờ bạn hãy nói về công việc thật sự của bạn đi. Dạ, công việc hiện tại của em đó là làm stylist à. Thì hiện tại thì em sở hữu một shop thời trang về dành cho nam. Nên là công việc của em là chủ yếu là định hướng về cho các bạn nam, cho cả các anh chị nghệ sĩ nữa. Thật ra thì công việc chính của em là về kinh doanh. Em làm stylist cho các anh chị nào thật sự em yêu quý và các anh chị cảm thấy là em hợp với các anh chị thôi, chứ em không có làm nhiều. Em nhìn anh đi thấy còn cứu rỗi được không? Dạ được ạ. Và em cũng có mang đồ để làm stylist cho anh một bộ. À là ý em là từ đầu đến giờ em thấy anh mấy tập qua là không được đó. Không, tại vì thật sự là em bán về đồ nam nên là... Chọn anh. Dạ, đúng rồi. Cảm ơn em chứ rất thật nhiều. Thật sự là em cũng không có về làm stylist cho nữ nhiều và cũng không có đồ nữ để làm cho chị dạ. Nhưng mà chồng chị cũng mặc đồ nam mà em. Dạ, được chị. Được ha, cái hàm râu nó khó phối lắm nha em. Bây giờ em cứu rồi anh đi. Đây, anh rồi, đây. Rồi, tôi dùng sân khấu lại cho Trường Tư Dịch nha. Dạ rồi. Thì bây giờ em sẽ meet cho anh... một style có thể là mình đi diễn được hoặc là có thể đi event được. Đồng ý. Đi nha. Vâng, và chúng ta cùng chào đón sự xuất hiện thật là điển trai của anh Trương Thế Vinh. Xin cho một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Với áo khoác da thì thể hiện lên sự nam tính và trẻ trung. Đẹp quá. Vâng, một lần nữa cho anh Trương Thế Vinh một tràng vỗ tay thật lớn đó không các bạn ơi. Vâng, cảm ơn rất là nhiều ạ. Xuất sắc, quá đẹp. Ngoài stylist cho anh Vinh ra, bạn có cho anh Vinh ăn hay uống chúng cái thuốc gì không vậy? Tại thấy anh ra anh nhoi quá. Không, cái chất đồ này. Dạ đúng rồi chị, là anh diễn như là đúng chất luôn hả chị? À, chất đồ này là phải mặc vô là phải nhoi như dồi giống vậy hả? Đúng. Mà anh diễn hơi lố một chút xíu chị. À hơi dạ. lố đúng không? Không, như bộ đồ này mà nếu mà cần cá tính thì để cái nón, còn nếu mà muốn lịch lãm hơn thì không cần nón thì lại là hình ảnh khác nha. Đó, mình bắt đầu mình lịch sự lại. Đúng rồi. Vô cái nón cái là đúng luôn. Bởi vì bao nhiêu người đều khen bộ đồ này đẹp. Anh mạn phép mượn bộ đồ tới hết chương trình được không? Dạ được, thoải mái mà anh. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ tạm chia tay Sunny. Và chúng ta cùng gặp gỡ chàng trai có biệt danh là Cua.
Xin mời. Dù đã biết mất em nhưng sao lòng anh vẫn nhói đau, nhói đau. Dù chẳng nói ra câu nhưng anh sẽ luôn ở phía sau, phía sau. Là người cho em bờ vai sẽ chia câu chuyện I will be waiting for you, for you. Là người cho em vòng tay bên em mỗi khi em khóc vì ai. Vì em đã quên đi những giấc mơ để anh lại đây cùng những muộn phiền. Rồi cứ thế em bước đi và không cần nghĩ suy, anh đã phải cố quên đi đau thương người hơn. Baby, no no, please come back to me. I will be waiting for you, for you, for you. No no, please come back to me. I will be waiting for you, for you, for you. Xin em hãy một lần nhìn về phía sau đời bình minh. Xin em hãy một lần nhìn về phía sau đời hoàng hôn. Vỗ dài ta ngược nhau 2 triệu. Bạn cho mình hỏi bạn tên gì? Dạ, em tên là Thanh Tùng. Cái bài hát vừa rồi dính gì tới nghề nghiệp của bạn không? Dạ không, nhiều khi trong bài hát nó mới dính. Từ lúc em đứng ở đây cho tới lúc em kết thúc bài hát thì nó cũng có liên quan. Có nghĩa là bạn nói rằng là đi từ trong ra là có liên quan tới em. Liên quan đến gì ta? Để nhớ lại coi thử coi. Bạn đứng sát trong kia, xong rồi bạn đi qua bên góc bên này, rồi bạn mới đi hát, qua bên góc bên này. Bạn, bạn làm vậy đúng không ta? Thôi mình đến với từ khóa đầu tiên nha. Dạ, xin mời từ khóa đầu tiên. Ây da, rồi rồi. Khổ luyện thì thường ví dụ như một người làm diễn viên xiếc chẳng hạn thì cái từ này nó sẽ rất là tương thích với họ. Dùng đến cái cụm từ khổ luyện thì thực sự là nó vất vả hơn rất là nhiều so với những công việc bình thường. Anh biết em làm cái gì rồi. Bạn nói đi từ trong đi ra tới đây, bạn làm một cái thứ gì đó mà nó rất là gợi ý luôn. Cái gì? Nhưng Vĩnh không thể nào nói được. Ông xạo á, đừng tin ổng. Những giác quan thứ 6 này quá nhiều giác quan, Vĩnh nó lên tới cái mức thượng thừa rồi. Trời ơi. Dạo này nó đã sắp tẩu quả nhập ma. Mà dạo này dễ sợ ha. Đến với từ khóa thứ 2 luôn đi nha mấy chị, cho nó có chút xíu manh mối ha. Xin mời từ khóa thứ 2. Chị Ốc biết rồi đó. Còn Kha Ly, vậy là bạn này là một vận động viên rồi. Đừng có vịnh vào cái chữ thi đấu mà nói là vận động viên. Tại vì nhiều khi các game thủ họ vẫn thi đấu với nhau, ca sĩ vẫn thi đấu với nhau. Hãy dùng giác quan của mình. Thì bây giờ trong đầu của em á, em chỉ nghĩ bạn này một là vận động viên, hai là một rapper hay gì đó. Không, sao lại rapper? Không phải, bạn ấy không phải là một rapper. Bạn không có thuộc thế giới của những người mà chơi nhạc, sáng tác nhạc và feel với cái cảm giác của mình. Thôi chắc là mình phải đến thôi, dạ ơi. Xin mời từ khóa cuối cùng. Lại còn xoay nữa. Đây, cái chữ xoay này ra cái mình tức tức nha. Những cái cú xoay nếu mà là một người con nhà võ thì chắc chắn cũng phải có những cú xoay. Cascader cũng phải có những cú xoay thì mới đá thật đẹp. Hip hop, nhảy hip hop cũng có những cái ke đầu xoay xoay xoay. Có thể là do cái tạo hình này đánh lừa mình. Thôi, bây giờ chúng ta hãy dùng giác quan thứ 6. Khi mà có từ xoay thì em lại có nghĩ đến bạn là một cái người mà biểu diễn hip hop mà hay mấy người mà đội nó bảo hiểm xoay 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 đó. Vũ công hip hop. Rồi, chốt nha. Tôi nghĩ bạn là một vận động viên võ thuật. Vận động viên võ thuật. Xin mời hai khách mời vào vị trí của mình. Và kết quả sẽ có sau 3 tiếng đếm của anh Trương Thế Vinh. Mời anh Vinh. 3. Bạn ấy không phải là một rapper. Bạn không có thuộc thế giới của những người mà chơi nhạc, sáng tác nhạc và feel với cái cảm giác của mình. Tôi nghĩ bạn là một vận động viên võ thuật. 2. Bạn này một là vận động viên, hai là một rapper hay gì đó. Có từ xoay thì em lại có nghĩ đến bạn là một cái người mà biểu diễn hip hop. 3, 1. Wow, xin chúc mừng chị Kha Ly. Chúc mừng em. Lầm chết luôn á trời. Dạ, em là một vũ công hip hop, chơi thể loại breakdance.
Tiết mục đầu tiên của bạn là gợi ý gì? Từ trong khi mà em bước ra ngoài á, thì thật sự rất là liên quan hết. Là tại vì em chọn một bài hát do một ca sĩ và một rapper cũng là underground. Và khi em ra ngoài này em hát, hai chị cũng thấy em nhún nhảy và cũng nghĩ một phần nào đó cũng nghĩ là em là dancer. Thì cũng lúc cái đó là đi đúng đường rồi, nhưng mà rất là tiếc cho hai chị. Và bây giờ thì chắc là bạn sẽ phải hiện nguyên hình rồi. Bộ vest này có vẻ không hợp với bạn lắm vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng theo dõi phần trình diễn của Thanh Tùng. Xin mời. Chà, luyện bao lâu mà dữ dội vậy anh ấy? Dạ hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm.